cứu sống kịp thời nam sinh uống 40 viên thuốc paracetamol vì buồn. Mới đây, khoa cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và điều trị một bệnh nhi với lý do nhập viện là ngộ độc paracetamol. Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi là NNL, sinh năm 2008. Thời gian gần đây bố mẹ em L bận đi công tác ở xa. 3 giờ trước khi nhập viện thì em đã đóng cửa một mình trong nhà. Tiếp đó, em thông báo với bà nội qua điện thoại và than buồn nên đã uống 40 viên thuốc paracetamol loại 500mg. Sau khi được các bác sĩ tại khoa cấp cứu ra sức cứu chữa, bệnh nhi đã được chuyển sang khoa nội tổng hợp tiếp tục theo dõi. Tuy không đe dọa tới tính mạng nhưng chức năng gan của L vẫn bị ảnh hưởng. Trước khi mọi hoạt động được trở về trạng thái bình thường mới, các bạn nhỏ đã phải học tập và giải trí trong môi trường vô cùng hạn chế, phần nào đã ảnh hưởng đến tâm lý của các em. Để tránh xảy ra việc đáng tiếc, trong giai đoạn này, bố mẹ và người thân nên dành thời gian để quan tâm trẻ, chơi với trẻ nhiều hơn, từ đó kịp thời gỡ rối hay tiếp cận các vấn đề thầm kín của trẻ từ trong học tập đến các vấn đề xã hội.